Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 8 tháng 12 năm canh tí. Ngày này là ngày mậu tuất tháng mậu tí năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hắc đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh, giờ bính thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long, giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quỹ, giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bạo Quang, giờ Quý Hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên hình giờ kỵ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc chu tước giờ nhâm tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc bạch hổ vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh bình địa mộc ngày mậu tuất tức can chi tương đồng thuộc thổ và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm bình địa mộc kỵ tuổi, nhâm thìn, giáp ngọ, ngày thuộc hành mộc, khác với hành thổ, đặc biệt là tuổi, canh ngọ, mậu thân, bính thìn, thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày tuất lục hợp với mão, tam hợp với dần, và ngọ, thành hỏa cục, xung với thìn, hình mùi, hại dậu, phá mùi, và tuyệt thìn. Vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi canh thìn, bính thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi bính ngọ, giáp ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao sinh khí, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ, ban nền, trồng cây. Sao đại hồng sa, tốt mọi việc. Các sao xấu trong ngày cũng có, gồm sao hoang vu, xấu mọi việc, sao vạn vong hai còn gọi là sao thổ kỵ, kỵ xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ, sao tứ thời cô cỏ, kỵ cưới hỏi, sao quỷ khóc, kỵ tế tự, an táng. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng tây bắc. Sau đây, mời các bạn đốn xem tử vi 12 con giáp thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là với bà tuổi Tý đang gặp được ngày có chính tài nâng đỡ cho nên rất tốt cho phương diện tài chính của bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay ngày này tài lộc với bà tuổi Tý khá chi là dồi dào đối với những ai chuyên tâm kinh doanh buôn bán đầu tư trong khi đó đối với những bạn làm công ăn lương cũng sẽ có được cơ hội nhận thêm tiền hoặc là dành được khoản tiền tiết kiệm kha khá với mình. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tý, bạn lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được tốt. Cái chuyện tình cảm của bạn đang có điểm báo, có chút trục trặc khó in, có thể vì chút hiểu nhầm của hai người không chịu lắng nghe ý kiến của nhau. Vì thế, thay vì cố báo thủ, bảo thủ, bảo vệ ý kiến của mình, bạn nên thử nghe những gì đối phương đang nói xiêm. Và ngày này đối với bạn tuổi Tý, hôm nay bạn mệnh nên làm những việc như là khởi công, tốt nhất là xây dựng nhà cửa, cưới gã, chôn cất, trộ cửa, tháo nước hay là các việc về thủy lợi, đi thuyền. Trong ngày này với bạn tuổi Tuất, cái việc xuất hành đi xa cũng được thuận lợi và bạn đừng quên hãy xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông nam và tài thần, hướng chính bắc để tăng thêm vận may về tài lộc cho mình. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim hãy tự tạo động lực cho mình tử vi tuổi bính tý thuộc thủy cho người khác không gian riêng của họ tử vi tuổi mậu tý thuộc Hỏa hãy thực hiện đến cùng việc bạn đang muốn làm tử vi tuổi canh tý thuộc thổ đừng để người khác gây áp lực cho mình tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc giới hạn duy nhất của bạn là do bạn tạo ra vài đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi Sửu, thứ hai, ngày 21 tháng 12 năm 2020. Xem vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông, Thìn tuất Sửu mùi, cho nên với bạn tuổi Sửu, bạn đang có điểm báo bị yếu thế hoặc là có thể ai đó lợi dụng ưu thế, chức quyền của mình để ép bạn làm những việc mà bạn không muốn không hiểu hoặc là làm cho bạn ngoài quyền kiểm soát. Bạn mệnh tuổi sửu nên cân nhắc là nên hay là không nên. Có những việc bạn cần phải biết nói không nếu không cần thiết. Bạn có biết mình là con giáp, ha ham học hỏi và đừng có bị cuốn theo từ điện sóng của tất cả mọi người. Trong vận trình ngày thứ hai này đối với bà tuổi sửu, bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bạn tuổi sửu sẽ có những thứ cảm xúc tiêu cực đang níu chân của bạn và ngày hôm nay trách nhiệm của bạn tuổi sửu là phải dụ bộ chúng để bước vào tuần mới với đầy tinh thần lạc quan và mạnh mẽ đừng để bị mất lập trường bởi bất cứ sự tác động nào từ phía bên ngoài nếu không bạn tuổi sửu khó lòng có thể hoàn thành được bất cứ công việc quan trọng nào Ngày này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Đây là dấu hiệu không tốt liên quan tới sức khỏe của bạn mệnh, nhất là trong thời tiết khó chịu như hiện nay. Vì vậy, với bạn tuổi Sửu, bệnh cũ của bạn rất dễ bị tái phát. Bạn nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi trong ngày hôm nay, đừng có làm việc quá sức vậy từ vi tuổi ất xỉu thuộc kim hãy tập trung chất lượng hơn là số lượng từ vi tuổi đinh xỉu thuộc thủy những khó khăn hiện tại của bạn chỉ là tạm thời từ vi tuổi kỵ xỉu thuộc họ có điều gì đó ẩn sau vũ bọc của nó bạn nên tìm ra từ vi tuổi tân xỉu thuộc thổ đừng trốn tránh hiện thực từ vi tuổi quý xỉu thuộc mộc không có việc gì quá là muộn cả Vài đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi dần, thứ hai, ngày 21 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dần đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, dần ngọ tốt phù trợ, cho nên chuyện tình cảm của bạn tuổi dần trong ngày hôm nay rất chi là tốt đẹp. Du lịch sẽ là chìa khóa để chuyện tình cảm của bạn tuổi dần trong ngày hôm nay thêm phần được thăng hoa. Đối với các cặp đôi, đây là cơ hội để các bạn làm mới trải nghiệm tình cảm và trở nên gần gũi với nhau hơn. Ngày này, đối với những bạn nữ đang còn độc thân, điều này có thể dẫn chỗ giận cho bạn, gặp được quý nhân, dẫn đến tình yêu được như ý muốn. Và trong ngày này đối với bạn tuổi dần, nhắc nhở bạn nên tìm cách giải phóng cảm xúc vô cùng là quan trọng và cần thiết bởi bạn đang gặp ngày có thiên quan gây hại. Nếu bạn không muốn mình mệt mỏi, nặng đôi vai, hãy dành thời gian để giải phóng những ưu tư căng thẳng vẫn còn tồn tại ở trong lòng mình trước khi bạn bắt tay vào bất kỳ công việc nào. Trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi dần, bạn lại đang gặp ngày thổ mộc xung khắc. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi dần đang có điểm báo không hay liên quan tới vấn đề tiền bạc bạn nên tránh đi vay hoặc là cho người khác vay mượn trong ngày hôm nay, kéo lại gây ảnh hưởng tới cả tiền lẫn mối quan hệ xung quanh mình. Ngoài ra, với bạn tuổi dần trong ngày này, không nên mua sắm thiêu cảm xúc của mình. Cái điều này sẽ rất tốn kiếm với bạn. Bạn sẽ mất một khoản tiền kha khá. khá. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy tìm điều gì đó yêu thích làm động lực cho mình. Tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa hãy bình tĩnh đối mặt với từng vấn đề. Tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ thử thay đổi thói quen hàng ngày xem sao. Tử vi tuổi canh dần thuộc mộc chướng ngại duy nhất là cách bạn nghĩ. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim có thể cần tới sự trợ giúp từ ai đó hãy nói ra vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 8 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu đen màu vàng quý nhóm phù trợ tuổi Tỵ tuổi dần Từ vi tuổi Mão thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành lục hợp mang lại điều kiện tốt để cho bạn mệnh tuổi Mão cảm thấy cuộc sống được in ổn, thoải mái hơn, tránh xa được những sự căng thẳng. Sự yên bình trong tâm hồn là một thứ giá trị mà sẽ khiến cho bạn tuổi Mạo không bao giờ muốn chúng biến mất. Ngày này đối với bạn tuổi Mạo, bạn hãy nhớ là lập ra những mục tiêu cao xa hơn cho mình và hoàn thành chúng bởi vì khi có chính quan hỗ trợ là khi bạn sẽ có một ngày làm việc hiệu quả, là một người làm việc chăm chỉ và thông minh, hẳn nhìn bạn tuổi mạo sẽ không khó khăn để có thể chinh phục được những mục tiêu mới, bạn hãy nỗ lực thật nhiều nữa. Trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi mão ngày này, bạn không nên trị bệnh ở đầu. Vì thế bạn mệnh tuổi mão cần phải lưu ý, tránh những tác động, châm chích lên vị trí này trong ngày hôm nay. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy đừng để lo lắng cản đường bạn. Tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa hãy xây dựng mục tiêu mới cao xa hơn. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ hãy nhìn nhận hai mặt của vấn đề. Tử vi tuổi tân mão thuộc mộc đừng làm phiền ai đó khi họ cần tập trung. Tử vi tuổi quý mão thuộc kim không ai muốn lắng nghe hết câu chuyện của bạn. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thân. tử vi tuổi thìn thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2020 xem vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là với bạn tuổi thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xỉu mùi cho nên bạn tuổi thìn hôm nay đang có xu hướng nóng nảy và cáo kỉnh hơn dù chuyện nhỏ bạn cũng sẽ ra to và với bạn tuổi thìn đừng để gây ra sự cố rồi hối hận muốn sửa sai cũng không kịp vì thế bạn mạnh tuổi thìn nên nhớ học cách kiểm soát cảm xúc của mình thật tốt ngày này đối với bạn tuổi thìn cũng đang gặp ngày có tỷ kiên chiếu mệnh cái điều này khiến cho bạn tuổi thìn khó khăn trong việc đưa ra sự lựa chọn trong ngày hôm nay và bạn tuổi thìn, bạn hãy chọn điều gì mang lại cho bạn sự thoải mái về tinh thần. Bạn cần phải cân bằng trong tâm lý của mình thì làm việc gì cũng dễ dàng và thuận lợi hơn. Cách vận trình ngày thứ hai này đối với bà tuổi thìn, ngày này, nhân thần ở phía trong khớp cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Vì vậy với bà tuổi thìn trong ngày này, nên nhớ là tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm chích ở các vị trí này. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa, tự có cách giải tỏa căng thẳng cho mình. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ mỗi ngày mới cho mình một cơ hội mới. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc các mục tiêu của bạn đang dần hoàn thành. Tử vi tuổi canh thìn thuộc kim, đừng để chuyện cũ gây rắc rối cho hiện tại của mình. tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy, tránh lặp đi lặp lại một việc đã xảy ra. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt. Từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi tuất. Từ vi tuổi tỵ thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này mang lại động lực cho nên bạn tuổi tỵ rất háo hức để quay trở lại với công việc. Bạn muốn dồn toàn bộ sự sáng tạo, nhiệt huyết của mình cho những mục tiêu mới trong đời sống. Sự tích hợp niềm đam mê và sự nghiệp chính là bước cơ bản để cho bạn trở thành hình mẫu mà bạn luôn mơ ước bấy lâu nay. Đây cũng là thời điểm hoàn hảo để cho bạn thử sức với một diện mạo mới đời sống gia đình và các mối quan hệ bạn bè của bạn cũng đang đòi hội quỹ thời gian xứng đáng hơn. Trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi tỵ, bạn cũng đang gặp ngày có thổ họa xung khắc. Cái điều này làm cho bạn tuổi tỵ đang có điểm báo không hay liên quan tới mối quan hệ. Có thể là người thân trong gia đình đang có sự bất hòa và với bạn tuổi tỵ nên cố gắng nhận nhịn một chút thì mọi việc sẽ qua thôi và tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa chớ áp đặt cuộc sống của mình lên cuộc sống của người khác tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ nhớ xin lời khuyên của người lớn tuổi tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc cảm nhận được sự hài hòa của cuộc sống tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim được nghe những lời hay ý đẹp tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy nuôi dưỡng thêm nhiều niềm tin mới Vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu. Và các bạn đang xem video, đừng tích like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi ngọ thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi ngọ, cho chúng ta thấy là với bà tuổi ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, dần ngọ tốt phù trợ. Cái điều này mang lại cho bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay tình cảm rất chi là tốt đẹp. Bạn sẽ dần được hạ xuống cái tôi của mình và bạn sẽ thấy mình đang sống tình cảm hơn bao giờ hết. Cũng nhờ đó mà bạn cũng dễ dàng mở rộng lòng mình hơn với đối phương. May mắn trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi ngọ, bạn lại đang gặp được ngày có chính ấn thúc đẩy công việc. Cho nên với bạn tuổi ngọ nên theo đuổi các mục tiêu về công việc sẽ trở thành mối bận tâm hàng đầu của bạn trong ngày hôm nay. May mắn là vận trình sự nghiệp của bạn tuổi ngọ hiện tại khá chi là thuận lợi. Tuy nhiên, bước sang tuần mới với bạn cũng đang có nhiều nỗi lo ngay ngáy về sự mất tiền. Và ngày này đối với bà tuổi ngọ, bạn nên chú ý là những gia đình có thai phụ không nên di chuyển về đồ đạc hoặc là tiến hành tu sửa những đồ vật, tránh làm động tới thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi và tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim nỗ lực hết mình tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy đào hoa khai sắc tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa tìm được người mình yêu tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ may mắn nối tiếp nhau tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc công việc có bước tiến triển mới và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ hai này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Mùi thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi mùi, cho chúng ta thấy là với bà tuổi mùi đang gặp ngày mùi tuất tương phá, cho nên bạn tuổi mùi muốn có được một ngày in ổn không phải là chuyện dễ dàng với bạn. Thay vì đòi hỏi, bạn tuổi mùi nên biết cách chấp nhận hoàn cảnh của mình và nên kiên nhẫn hơn trong mọi việc thay vì nội nóng. Trong ngày thứ hai này đối với bà tuổi mùi, bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cái điều này cho thấy tinh thần của bạn mệnh tuổi mùi đang đi xuống. Bạn nên nhớ sẽ có đôi lúc sự việc hoặc là có người làm cho bạn thất vọng nhưng chỉ buồn một chút rồi thôi. Hãy sớm nhận ra rằng nếu không có được sự thăng bằng, bạn sẽ khó lòng có thể hoàn thành bất kỳ công việc quan trọng nào khác. Và ngày này đối với bạn tuổi mùi, những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hoặc là không nên tiến hành đục đẽo, sửa chữa bởi việc làm này có thể làm ảnh hưởng tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim, tình yêu không phải là tất cả. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy, có những nút thắt trong mối quan hệ. Tử vi tuổi kỵ mùi thuộc hỏa, tin người mà mất tiền. Tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ, có những vấn đề cần phải ngồi lại bên nhau. tử vi tuổi quý mùi, thuộc mộc, tình yêu không được như ý muốn. Về đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi thân thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi thân, cho chúng ta thấy là với bà tuổi thân đang gặp được ngày có tam hội xuất hiện. Cho nên, bà tuổi thân, bạn hãy chăm chút cho các mối quan hệ xã hội của mình, có khả năng bạn sẽ tìm được những đồng đội hợp cả trong tương lai. Nguồn tài chính cũng được ổn định hơn nhờ vào khả năng thích ứng với những chỉ tiêu hợp lý mà bạn đã đưa ra và thực hiện chúng. Trong thương trường cũng như là trong tình trường, với bạn tuổi thân sẽ gặp nhiều thuận lợi nhờ khả năng lợi khẩu khi có được thực thần nâng đỡ. Do đó, bạn tuổi thân nên tận dụng thời gian trước mắt để đẩy mạnh tiến độ các dự án còn dang rỡ hoặc là đang trong giai đoạn đỉnh trẻ. Với bạn tuổi thân, bạn có được một ngày làm việc bận rộn và hiệu quả, nhưng bạn nhớ rằng đừng quên chăm sóc cho bản thân mình bằng một bữa ăn ngon, một buổi tối thư giãn, in bình bên những người mà mình yêu thương nhất. Nếu bạn nghĩ về việc cùng nhau đi đến một tiệm nào đó, đi thử một món ăn mới thì đây cũng chính là cái thời điểm thích hợp với bạn về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy hãy vui vẻ suy nghĩ lạc quan sẽ luôn tránh được rắc rối tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa nên tìm cách hóa giải những mâu thuẫn tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ tình cảm gia đình mang lại cho bạn niềm vui tử vi tuổi canh thân thuộc mộc thường xuyên gặp may mắn tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim không phải lo lắng về tiền bạc và đánh giá của bà tuổi Thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phụ trợ, tuổi mùi, tuổi Thân Tử vi tuổi Dậu thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có tam hội phù trợ nhắc nhở bạn tuổi Dậu nên chú trọng đến việc mở rộng marketing sẽ tạo bước đẹp cho bạn trên con đường thăng tín trong tương lai và bạn tuổi Dậu bạn hãy sử dụng sự cởi mở của mình để phá vỡ các giới hạn của bản thân dù bạn đang có bị kìm hãm như thế nào đi chăng nữa với bạn tuổi dậu sự nhẫn nại không phải là thế mạnh của bạn nhất là khi bạn đang nóng lòng muốn giải quyết một công việc nào đó tuy nhiên ngày này với bà tuổi dậu lại đang gặp ngày của thương quan chiếu mệnh bạn chớ nên có nóng vội đây là ngày mà bạn cần phải suy nghĩ lại về những hành động của mình cách mà bạn đối mặt với một tình huống nào đó và cách bạn đối mặt giải quyết nó là rất quan trọng trong ngày hôm nay. Bạn đừng có căng thẳng hóa vấn đề. Tâm tính của bạn tuổi Dậu lúc này rất phóng khoáng nhưng lại rất dễ ba hoa, chú trọng bề ngoài, thiếu đi sự kiềm chế, thậm chí là người phù phím nếu như bạn hạn chế bộc lộ cái tôi một chút nếu không muốn người khác gây phiền nhiễu đến mình. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy, đôi khi bạn cần có thời gian riêng cho mình. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa, nên loại bớt những lo lắng ở trong đầu. Tử vi tuổi kỵ dậu thuộc thổ, nhiều vấn đề cản trở, không được vui. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc, việc gì cũng có nguyên nhân gốc rễ của nó. Tử vi tuổi quý dậu thuộc kim, đừng để bản thân rối thêm vì những suy nghĩ về đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 1 số 3 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu đen màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Thìn từ vi tuổi Tuất thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tuất, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, cái điều này cho thấy bạn tuổi Tuất dường như vận trình của bạn không được tốt cho lắm. Vậy thì bạn hãy cho mình cơ hội để được nghỉ ngơi, thư giãn nhiều hơn, ngủ đủ giấc, thay đổi bản thân một chút bằng cách làm cựu tóc mới, mua những đồ mới, giúp thay đổi phong cách, giúp cho tinh thần của bạn được xoa dịu và dễ chịu hơn rất nhiều. Thời gian này với bạn tuổi Tuất cũng đừng quên rằng dù công việc của bạn bận rộn đến mấy, bạn cũng không thể thờ ơ với những người thân yêu trong gia đình. Bạn hãy cho họ thấy bạn yêu họ đến mức nào và họ không bao giờ cô đơn vì bạn gia đình là nơi để xoa dịu mọi sự căng thẳng, muộn phiền, bạn tuổi tuất đừng có quên điều đó. Trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi tuất cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn mệnh tuổi tuất không được tốt cho lắm, vì thế bạn nên tránh việc suy nghĩ quá nhiều vì, vì chúng khiến cho sức khỏe của bạn càng tệ hơn mà thôi. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ, nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi. Từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ, đừng nên sai bảo ai đó phải làm gì khi bạn chưa xong việc. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc, hãy chọn làm việc mà bạn thực sự thích. Từ vi tuổi canh tuất thuộc kim, có người mang tới động lực cho bạn. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy, đừng đợi chờ lãng phí thời gian. Và đánh giá của bạn tuổi tốt trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi hợi. Từ vi tuổi hợi thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là với bà tuổi hợi đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, cái điều này mang lại cơ hội làm ăn, kinh doanh, đầu tư có lợi cho bà tuổi hợi trong ngày hôm nay. Trong ngày này, với bà tuổi hợi đang có được sự may mắn về tiền bạc, hoặc là bạn nhận được tiền thưởng, bạn có thể mua cho mình muốn quà nhỏ nhỏ làm phần thưởng cho bản thân mình để có thêm động lực mới cho mình. Ngày này với bạn tuổi hợi nên dọn dẹp nhà cửa, gặp gỡ những người thân trong gia đình, xem xét những công việc cần phải giải quyết chính là những điều cần thiết phải làm nếu bạn muốn có được một ngày đầu tuần hiệu quả và ý nghĩa với mình và trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bà tuổi hợi bạn lại đang gặp ngày thủy thổ xung khắc cái điều này cho thấy về cái mối quan hệ tình cảm của bà tuổi hợi trong ngày hôm nay không được tốt chua lắm đây là nội phiền phức của bạn trong ngày và với bà tuổi hợi nên đối mặt với vấn đề nếu cứ trốn tránh mãi thì bạn sẽ gặp lại trong tương lai mà thôi về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc họ mọi thứ không hề muộn màng như bạn vẫn tưởng, tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ nhờ người khác hỗ trợ, không có gì là sai, tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, hãy tiến hành mọi việc theo cách mà bạn muốn, tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim có người quan tâm nhưng lại làm phiền tới bạn, tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, hãy giải thích rõ những ý nghĩ trong đầu mình và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ hai này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tỵ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng thích like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào gặp lại